Khi ở dưới nước, sư tử chính là con mồi của cá sấu. Sư tử được mệnh danh là vua đồng cỏ, chứ không phải là vua đầm lầy. Hả? Đây là lý do mà cá sấu không hề sợ khi thấy bóng dáng sư tử dưới nước. Nhưng việc cá sấu bắt được sư tử là rất khó xảy ra. Sự nhanh nhẹn giúp cho sư tử luôn né được các đòn tấn công của cá sấu. Nhất là việc biết bơi, lặn, sư tử dễ dàng thoát khỏi cuộc đi săn của cá sấu. Còn với sư tử, cá sấu cũng nằm trong thực đơn bữa ăn của chúng. Tuy nhiên, sư tử sẽ không bao giờ xuống nước săn cá sấu. Ngay cả việc cá sấu ở vùng nước cạn, sư tử cũng chưa chắc bắt được. Đây là cuộc đụng độ rất hiếm giữa cá sấu và sư tử. Hai con vật này không phải đang đi săn. Chúng đang chiến đấu để giành lấy xác của một con voi gần đó. Sư tử đực đơn thương độc mã không thể tiếp cận đối thủ. Trong khi cá sấu rất sẵn sàng để đánh nhau. Khi thân vẫn còn ướt, cá sấu rất tự tin để lao vào cuộc chiến. Một sự can thiệp bất ngờ của bầy đàn, sư tử đực mới đủ dũng khí lao vào áp sát lá cà cá sấu. Hai sư tử cái cũng xông trận. Ngay lập tức, cá sấu dựa vào sự trơn trượt của nước, nó đã đánh bật một sức mạnh tập thể to lớn của sư tử. Cuộc chiến không phân được thắng bại, ít quân hơn, cá sấu quyết định nhường lại xác voi cho bầy sư tử. Còn khi ở trên bờ, cách xa vùng nước, cá sấu hoàn toàn thua thế. Đó là vì sư tử quá đông. Để bắt được con cá sấu, sư tử cái đầu đàn phải huy động rất đông chị em tham gia. Áp đảo về quân số, bầy sư tử hạ gục thành công cá sấu. Sức mạnh của sư tử là sức mạnh bầy đàn. Việc săn được cá sấu cũng dựa vào sức mạnh này. Ở dưới nước, một con cá sấu không thể bắt được một con sư tử. Ở trên cạn, một sư tử không thể săn được một cá sấu. Do đó, sức mạnh giữa hai mảnh thú này có sự tương đồng nhau. No. Chẳng qua, ở trên cạn, sư tử có nhiều con mồi để săn bắt, nên nó luôn được xếp đầu chuỗi thức ăn ở lục địa đen mà thôi.